chấn động, tiên tri báo trước cực chuẩn. Đúng trong 7 ngày tới tháng 9 âm lịch 2024, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, gặp thời phất mạnh. Mà muốn nghèo cũng khó, giàu có cực dễ, tiền vàng cứ thế ùn ùn kéo về nhét chật két. Từ nay an nhàn hưởng phúc lớn, giàu sang phú quý hơn người. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Mậu Thân sinh 1968 thân mến, trong cuộc sống, ai cũng mong mỏi có một cuộc đời bình yên, hạnh phúc. Nếu như không quá giàu có, sung sướng như người khác, thì ít nhất cũng sở hữu những ngày tháng không lo toan sầu muộn. Tử Di học có nói, trong cuộc đời, trời sinh mỗi người một số mệnh, không phải ai sinh ra cũng được tận hưởng những điều tốt đẹp. Có người ngay từ khi sinh ra, đã sống trong nhung lụa, điều kiện đủ đầy, ở nhà rộng, xe sang, có người hậu kẻ hạ. Nhưng cũng có những người sinh ra trong cảnh nghèo khó, không được học hành tử tế, lớn lên phải mưu sinh vất vả, chắc chiêu từng đồng một, ấy thế mà tiền vẫn chẳng đủ tiêu, đôi khi cảm thấy cuộc sống rơi vào cảnh bần hèn, không biết bao giờ mới khấm khá hơn. Quý bản mệnh tuổi Mậu Thân thân mến, quý mệnh chủ có biết rằng bản thân mình là một trong những con giáp phung phí vận may nhất trong 12 con giáp hay không? Nếu tận dụng được hết tất cả những cơ hội sẵn có, thì người tuổi này đã đi được xa lắm. Nên để tránh sự lặp đi lặp lại vi phạm này, Minh Đường Tử Vi sẽ luận giải chi tiết đầy đủ những điều mà tuổi Mậu Thân cần lưu tâm, và cái quan trọng nhất cần làm bây giờ là đừng tiếc, đừng lo, đừng hối hận, mà hãy bình tĩnh đón nhận là được rồi. Trong 7 ngày tới này, vận mệnh người tuổi Mậu Thân sinh 1968 bắt đầu có nhiều khởi sắc theo tử vi của 12 con giáp năm 2024. Đây là thời điểm để bản mệnh đón thêm vận may tài lộc và có nhiều chuyển biến tốt trong sự nghiệp. Vốn là người thông minh, khôn khéo, người tuổi này rất biết cách ứng xử và rất linh hoạt trong nhiều trường hợp, cả trong công việc lẫn cuộc sống. Nhờ đó mà công việc của họ cũng thuận lợi hơn, được cấp trên đánh giá cao. Nếu biết nắm bắt cơ hội, thì sự nghiệp của người tuổi Mậu Thân có thể lên như diều gặp gió trong 7 ngày tới này. Trong 7 ngày tới này, quý nhân cũng sẽ xuất hiện, giúp người tuổi Mậu Thân giải quyết những khó khăn còn tồn đọng. Sự nghiệp hanh thông, tài vận cũng dồi dào hơn. Những khoản tiền không ngờ tới cũng sẽ xuất hiện bất ngờ. Bản mệnh càng chăm chỉ và tích cực phát triển bản thân, thì tương lai người tuổi ngày càng rộng mở, thu hoạch càng lớn. Vậy làm thế nào để có thể tận dụng tối đa thời điểm này? Thì ngay sau đây, xin mời quý khán giả cùng tìm hiểu luận giải chi tiết cho lá số tử vi của tuổi Mậu Thân trong 7 ngày tới, quý khán giả nhé. Trước khi đến với phần luận giải chi tiết về tử vi trong 7 ngày tới, thì Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả điểm nhanh đặc điểm tính cách của người tuổi Mậu Thân sinh 1968 có điểm gì nổi bật ngay sau đây. Tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 mệnh Thổ, số tuổi này can chi tương thuận, gặp may là người hiền lành, có trí học hành, thông minh năng động, tài nhanh hơn người. Mậu Thân có tài năng hơn người, đặc biệt là xuất sắc về nghệ thuật và trong cách thức sử dụng ngôn từ. Họ có tài diễn đạt lưu loát và hùng biện khiến ai nghe cũng phải nể phục. Mậu Thân không thích sự tĩnh lặng và chỉ bị thu hút bởi các hoạt động vui tươi, năng nổ. Họ biết cách điều phối các chương trình và nhất định sẽ không bỏ lỡ bất kỳ kế hoạch. Để được tham gia các hoạt động này, họ có lòng ham mê, học hỏi những điều thú vị, mới lạ, khám phá những địa điểm ở những nơi họ đặt chân qua. Họ không hề thích sự ỷ lại, vì bên trong họ luôn tràn trề năng lượng, sự sáng tạo và luôn mong có cơ hội được thể hiện trí thông minh hay trí tuệ của mình. Tuổi Mậu Thân thuộc cung Hoàng đạo Thiên Bình, luôn tạo một không khí vui vẻ, thoải mái. Họ vô tư như trẻ thơ, với ánh mắt trong veo, háo hức đón nhận những điều mới lạ. Họ nhạy cảm với những thay đổi trong cuộc sống và môi trường xã hội, nhưng không đủ mạnh mẽ để đối đầu với sự cạnh tranh, thách thức, mặc dù bản thân là người tài trí, khôn ngoan. Mậu Thân khá vô tư, thoải mái, cộng thêm khả năng ăn nói và giao tiếp cởi mở, nên được rất nhiều người quý trọng. Không những thế, họ còn khá nhạy cảm, khả năng quan sát và nhìn nhận mọi việc tốt. Ưu điểm này sẽ giúp họ tỏa sáng nếu được hoạt động trong các lĩnh vực ngoại giao và quan hệ xã hội. Họ cũng được rất nhiều người tôn trọng. Tuy nhiên, họ cũng có thể chấp nhận vị trí của những nhân viên làm thuê và sẽ cố gắng để đạt được nhiều thành tích tốt nhất. Họ có khả năng làm việc độc lập và hoàn toàn có thể làm được các công việc như kinh doanh bán hàng. Cấp trên của họ cũng cần lưu ý, hãy giao cho họ một khối lượng công việc,
và khuôn khổ làm việc nhất định. Nếu không, họ sẽ lãng phí phần lớn thời gian làm việc vào những việc vô bổ hoặc chỉ thích tán gẫu với đồng nghiệp. Tuy nhiên, do bị ảnh hưởng tính cách của tuổi Thân là hay đứng núi này trông núi nọ, trong suốt cuộc đời, họ đã bỏ qua không ít cơ hội tốt. Bên cạnh đó, một chút đặc tính diễn giọng của tuổi Thân chỉ có thể giúp ích cho họ trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng nó lại gây mất tỉnh táo trong cách nhìn nhận vấn đề khi họ bắt tay vào công việc kinh doanh. Do vậy, lời khuyên dành cho Mậu Thân là nên lựa chọn những ngành nghề mà có thể phát huy khả năng sáng tạo của mình, như âm nhạc, hội họa, viết văn. Nếu là lãnh đạo, họ thường không mấy hạ khắc hay khắc khe với nhân viên, với tài quản lý và cách đối nhân xử thế hợp tình hợp lý của mình, họ sẽ được các nhân viên kính trọng và gắn bó lâu dài. Nhìn lại quãng đường mà Mậu Thân đã trải qua, theo năm tháng cuộc đời, có thể thấy được rằng cũng chỉ vì không chấp nhận tầm thường nên Mậu Thân mới mưu cầu thành công, thành tựu, vì mong một kiếp nhân sinh rực rỡ. Muốn làm cho hết bản năng của mình nên Mậu Thân mới lao ra khỏi cái vòng tròn an toàn, lựa chọn mạo hiểm, mơ mộng phù hoa, đến với những đau khổ, nếm trải vất vả mà thanh toàn cho cuộc sống. Cũng chỉ vì muốn chăm lo cho người thương, muốn có vật chất làm công cụ bảo hiểm cho gia đình, Mậu Thân mới cố vất vả ngược xuôi ở các thời điểm thanh xuân còn cháy bỏng. Vậy nên, không có gì là sai khi Mậu Thân vấp ngã cả, không có gì là sai khi chịu chút thất bại của cuộc sống trong thời gian dài, nếm trải đủ, người yêu quý có, người khinh miệt có, người tôn trọng cũng có, và người tệ bạc cũng không ít, chung quy chỉ có thời thế không thuận, bản thân chưa sáng suốt, có vậy mà thôi. Kỳ thực, đời người có ai mà không vấp ngã, lắm lúc Mậu Thân cũng thấy mừng, vì ít ra ngã sớm cho cái đoạn thanh xuân còn trẻ, để rồi lại dễ dàng vực dậy, làm lại từ đầu và đón ánh nắng sớm đẹp đẽ của cuộc đời vào những ngày bình yên. Chỉ sợ là sau này, nếu ngã rồi mà nằm yên lại, sau này khi thua rồi thì lại chán nản, buồn phiền, sau này khi không còn đủ sức để thừa nhận, không nhìn thẳng hoặc cố chấp lãng tránh những gì đã gây ra, sau này lại thay vì tự vấn bản thân, lại trách đời, mắng người, hận trời, giận đất, sao số tôi lại khổ thế này. Mậu Thân sẽ không làm như vậy, cũng sợ sau này khi cứ ủ ê trong cái nỗi buồn vô hạn, sẽ không nhìn trái, nhìn phải, để thấy vẫn còn một vài người tin yêu đang chờ đợi ta hăng say vực dậy. Suy cho cùng, Mậu Thân dù sống trong sung túc hay vất vả, họ đều mang trong mình những vết thương sâu lắng. Mậu Thân ơi, nếu có buồn hãy cứ ủ ê, khóc lớn một trận, cùng cười một khúc, say đến mê người, ngủ đến dài thân. Rồi sau đấy nhớ lại cái lý do tại sao ta lại bắt đầu, tại sao ta lại lựa chọn nhảy ra khỏi cái vòng tròn an toàn cố hữu của bản thân, để rồi vươn mình tới những thành công mới sau những vết thương vấp ngã của cuộc đời. Có nhiều lúc Mậu Thân có thể đổ tại giận, cũng có thể đổ tại người, tại ta cả tin hay tại ta cả nể. Nhưng đừng quên mọi thứ vẫn là do chính ta quyết định, mọi họa hại mình sẽ phải mạnh dạn đối diện đấu đời. Kỳ thực ở độ tuổi này, Mậu Thân cũng đã tôi rèn ra mình một con người thật bản lĩnh, cứng cỏi. Ở độ tuổi này Mậu Thân luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người ta cảm thấy được đãi ngộ. Mậu Thân giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không cẩu thả, nông nổi, bột chột. Bất kể đứng ở góc độ nào mà nhìn, đều sẽ không thấy nhạt nhẽo, vô vị, và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Nhìn thì Mậu Thân như một loại hồ đồ, kỳ thực lại là một dạng thông minh sáng suốt, không vì ham muốn lợi nhỏ mà mất đi khí tiết. Trong tâm bảo trì những nguyên tắc của mình, nhìn thấy như hồ đồ, nhưng nội tâm sáng tỏ. Khi giao tiếp giữa người với người, Mậu Thân là một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung, nâng đỡ dạng vật, lấy ơn báo oán. Không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình khiêu chiến với sự nông cạn của người khác, đó cũng là một loại đạm bạc, giản dị, coi tiền tài. Danh lợi như mây khói thoáng qua, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu. Với Mậu Thân, đó lại là một loại thông dong, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló rạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững trí, dẫu Thái Sơn có đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc, đó cũng là một loại cảnh giới chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biến nhát, thường có suy nghĩ trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn.
Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Di xin mời quý khán giả hãy đến với phần luận giải chi tiết về vận trình tử vi các phương diện chính của cuộc sống. Cho con giáp tuổi Mậu Thân sinh 1968 trong 7 ngày tới, cụ thể vận trình như sau. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Tuổi Mậu Thân trong 7 ngày tới, công việc dần tiến hành trôi chảy, hanh thông trong khoảng thời gian trong 7 ngày tới này, một phần là nhờ sự cố gắng, nỗ lực của chính bản thân, một phần là nhờ các mối quan hệ tốt đẹp xung quanh. Bản mệnh vốn là người cởi mở, làm việc có trách nhiệm, nên nhận được sự tin tưởng của nhiều người. Vì thế, khi gặp khó khăn, quanh bạn không thiếu người chủ động giúp đỡ hoặc đưa ra ý kiến đóng góp. Lâm quan và dịch mã khuyên tuổi Mậu Thân, bạn càng chăm chỉ, cần cù bao nhiêu thì công việc của bạn lại càng gặt hái được thành tích cao bấy nhiêu. Vận khí trong 7 ngày tới này tăng mạnh, có điều bạn đừng chủ quan khinh suất, vì thiên cẩu hung tinh đại diện cho thế lực tiểu nhân ngấm ngầm phá đám. Bởi thế, làm gì cũng nên thận trọng, giữ bí mật đến phút cuối cùng, tránh bị tranh công cướp vị, những thứ mà bản thân đã phải vất vả mà lại để người khác hưởng thành quả thay. Xét về phương diện tài lộc. Tuổi Mậu Thân trong 7 ngày tới, tử vi tài lộc cũng đón những điểm sáng nhất định. Đây cũng là cơ hội để bản mệnh tranh thủ kiếm tiền, bù đắp cho những tổn thất từ trước đó. Nhờ thương mại hợp hỗ trợ, các lĩnh vực làm ăn, buôn bán có bước tiến triển khá tốt, hợp tác tốt đẹp sẽ tạo ra lợi nhuận dồi dào. Bạn cũng tìm được nhiều cơ hội tăng doanh thu, nhờ vào những mối khách hàng thân quen, dẫn quý nhân cũng giúp bạn được chỉ dẫn, tạo điều kiện để mở rộng việc làm ăn, tìm kiếm thêm thị trường tiềm năng. Nhìn chung, thời điểm này cơ hội tài lộc đến với tuổi Mậu Thân khá nhiều, hãy chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ cho đi quá nhanh hoặc để rơi vào tay người khác. Ở thời điểm vận khí đang lên, con giáp này nên tập trung làm ăn theo đường chính ngạch, tuân thủ luật pháp thì ắt sẽ gặp may, còn nếu làm ăn sai trái thì có thể vướng họa vào thân. Đừng quên tháng này có bạch hổ hung tinh rình rập, hung giận vẫn có thể ập tới bất cứ lúc nào. Nếu bạn có suy nghĩ bất chính, đi đường ngang, lối tắt, bất chấp mọi thứ để kiếm tiền, đặc biệt kiếp tài vốn là một hung tinh, nó gieo rắc tham vọng xấu, đẩy con người ta đến cửa phạm pháp. Hầu hết các khoản chi chủ yếu là đầu tư về công việc làm ăn kinh doanh hoặc những vấn đề của gia đạo. Trong năm người tuổi này cũng cho vay mượn nhiều tiền bạc, bạn nên kiềm chế tính tình nóng nảy, lỗ mãng, nếu không dễ khiến bản thân rơi vào họa mất tiền. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nên năng làm việc thiện, có thể thông qua những hoạt động đó, bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình và cũng là tích phúc đức cho bản thân. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo. Tuổi Mậu Thân trong 7 ngày tới, nhờ có tam hợp nâng đỡ, nên đường tình duyên của người tuổi Mậu Thân trở nên sáng sủa hơn hẳn. Bạn hãy mở lòng đón nhận hạnh phúc, bởi bạn hoàn toàn xứng đáng. Với những cặp vợ chồng, bạn biết thông cảm và thấu hiểu với nhau, vì thế mà nhiều khúc mắc cũng dần dần được tháo gỡ. Bạn nhận ra rằng, đôi khi những giận hờn du dơ lại là chất xúc tác cần thiết cho tình yêu đôi lứa. Ngoài ra, bạn cũng nên chăm lo hơn cho gia đình, tìm cách cân bằng thời gian cho sự nghiệp. Với cuộc sống cá nhân, cả hai đều đồng ý rằng trách nhiệm xây dựng tổ ấm không phải nhiệm riêng ai, mà là việc cả hai đều cần phải chung tay góp sức. Xét về phương diện sức khỏe. Tuổi Mậu Thân trong 7 ngày tới, xem tử vi thấy rằng tuổi Mậu Thân bình ổn về mặt sức khỏe, hầu như không gặp phải vấn đề nào quá nghiêm trọng. Có điều, bản mệnh hết sức lưu ý tới vấn đề an toàn thực phẩm, hạn chế ăn hàng quán, kẻo bị ngộ độc thực phẩm, nguy hiểm tính mạng. Về mặt đông y, mùa xuân nên chú trọng dưỡng sinh để củng cố và tăng cường sức khỏe, theo nguyên tắc dưỡng ẩm, chống khô hanh. Cần phối kết hợp dưỡng sinh ở nhiều khía cạnh cùng lúc để đạt hiệu quả cao, như ăn uống ngủ nghỉ tập luyện điều hòa khí huyết. Về chế độ dinh dưỡng, nên ăn tăng chua, giảm cay. Về thói quen ngủ nghỉ, nên ngủ sớm, dậy sớm, giảm tần suất quan hệ tình dục. Về tập luyện nên vận động nhẹ nhàng, hạn chế vận động quá mạnh mà gây phản tác dụng sinh. Tuổi Mậu Thân luôn cần giữ tinh thần lạc quan, yêu đời để làm nền cho hai khí âm dương cân bằng, từ đó phòng tránh bệnh tật. Tiếp theo chương trình và ngay sau đây, Minh Đường Tử Di xin được chia sẻ đến quý khán giả
Lời cảnh báo của các nhà tử vi về vận mệnh của tuổi Mậu Thân sinh 1968 cần đặc biệt chú ý đến điều này trong 7 ngày tới nhé. Chi tiêu tốn kém, bạn có thể sẽ phải đi xa để giải quyết công việc, do đó bạn sẽ phải tiêu tốn một khoản kha khá cho việc đi lại, ăn uống, khảo sát thị trường, quan hệ đối tác. Đồng thời, bạn cũng nên kiểm soát lại các khoản tiền đã đầu tư trước đây, xem có những khoản nào không hiệu quả. Nếu bạn đang mắc kẹt với một dự án không sinh lời thì đã tới lúc dừng cuộc chơi rồi đấy. Một cơ hội tuyệt vời khác sẽ tới nếu bạn dám chấp nhận rủi ro. Không để quý khán giả phải chờ đợi thêm, và ngay bây giờ xin mời quý khán giả hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi vào phần luận giải chi tiết về vận trình tử vi theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của người tuổi Mậu Thân sinh 1968, cụ thể như sau. Vận mệnh của người tuổi Mậu Thân 1968 sinh vào tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch, tức tháng Giêng, rơi vào tiết Tân Xuân. Người này trong năm thông minh mà hiền đức, là người có địa vị được tôn trọng nể gì, danh lợi hanh thông, phúc lộc tự tới, có thể làm nên đại nghiệp. Đây là người có cá tính khá mạnh, song về bản chất là người sống biết trước biết sau, kính già yêu trẻ, thích giúp đỡ người khác, dù có khó khăn cũng không bao giờ thoái thác trách nhiệm. Là người dám chịu trách nhiệm, sống phóng khoáng, thoải mái, hòa đồng với mọi người, nên có rất nhiều bạn bè. Các mối quan càng ngày càng mở rộng, họ còn có khả năng lãnh đạo, nên dễ đạt được nhiều bước thăng tiến trên con đường quan lộ. Vận mệnh của người tuổi Mậu Thân 1968 sinh vào tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch trùng với tiết Kinh Trập, đa phần người này dễ làm nên thành công gian dội, địa linh nhân kiệt. Người này hấp thụ tinh khí đất trời, thông tuệ hơn người, có tài thiên phú, sống đức độ, sức khỏe dồi dào, gặp nhiều chuyện may mắn. Người này có số mệnh phú quý, giàu sang, nhưng tao nhã, không hề thô tục. Đây là người vui vẻ và lạc quan trong cuộc sống, yêu đời mà cũng yêu người. Xét về tài lộc thì người này chẳng lúc nào thiếu tiền tiêu. Họ không quá coi trọng tiền bạc, rất thoải mái trong chuyện chi tiêu, cũng hay giúp đỡ mọi người xung quanh khi họ túng thiếu. Vận mệnh của người tuổi Mậu Thân 1968 sinh vào tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là tiết Thanh Minh. Người này sức khỏe cực kỳ tốt, có thể nói là tốt nhất trong 12 tháng sinh. Người này tính tình thẳng thắn, cương trực, song có khi vì thế mà đắc tội với người khác, tự tạo kẻ thù cho mình, ý chí cao, chẳng muốn nhờ cậy ai, sống thanh cao, được nhiều người ngưỡng vọng. Người này không được nhờ lộc tổ tiên, cha mẹ, anh em. Mọi thứ có được trong tay đều là do chính mình làm nên. Họ có thiên hướng về nghệ thuật nên phát triển theo hướng này. Người này luôn tạo áp lực cho mình, hay vất vả chạy dạy ngược xuôi, nhờ vào tài trí, nhân phẩm, ý chí phấn đấu và tinh thần nhiệt tình. Họ có thể tạo cho mình môi trường sống khá tốt, hậu vận tốt, an nhàn hưởng phú quý. Vận mệnh của người tuổi Mậu Thân 1968 sinh vào tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm trùng với tiết Lập Hạ. Những chú khỉ sinh tháng này thiên tính thông tuệ, mẫn phàm, nữ mệnh số phú quý, giàu sang, nam mệnh phát về điền trạch. Người này sẽ có được quyền chức trong tay, nhờ vào ý chí mà giành được những điều mình muốn. Có điều may mắn chẳng được nhiều, có khi có quyền thế đấy, nhưng vẫn gặp không ít khó khăn. Xét tử vi khoa học, người này tài hoa phát tiết, có khả năng tư duy mẫn tiệp, luôn lo lắng chu đáo, tỉ mỉ mọi chuyện. Người này biết giữ bình tĩnh trước mọi vấn đề, tâm thế đang trang, không phiền, không loạn. Khi khó khăn sẽ được quý nhân giúp sức, bạn bè ở bên cũng sẽ hỗ trợ phần nào. Cha mẹ là người thẳng thắn, chính trực, yêu thương con cháu, từ tấm bé đã được cha mẹ bao bọc rất nhiều. Vận mệnh của người tuổi Mậu Thân 1968 sinh vào tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm trùng với tiết Mang Trùng. Người này tính tình hiền lành, có nhiều tài lẻ, tuy không có quyền thế trong tay nhưng có thiên hướng phát triển về văn học, nghệ thuật, có thể thành công. Nhờ thế người này có tham vọng lớn nhưng đôi khi lại chần chừ, có gan nghĩ nhưng không có gan làm, suy nghĩ bảo thủ. Về hậu vận sẽ dần chuyển biến tốt hơn. Xét về trung vận thì không được tốt bằng hậu vận. Cuộc đời người này có vận mệnh lành nhiều, tiền vận có thể phải chịu xa cách với gia đình, khá vất vả. Trung vận phải dựa vào sức mình, vượt khó khăn để có được điều mình muốn. Cuộc sống bận rộn không lúc nào ngơi tay. Hậu vận có chuyển biến lớn, có thể an nhàn, hưởng phúc, con cháu hiếu thuận.
vận mệnh của người tuổi Mậu Thân 1968, sinh vào tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm trùng với tiết Tiểu Thử, người này học sâu hiểu rộng, là nhân tài hiếm có. Tuy nhiên, họ là người trọng tình cảm, có phần thiếu ý chí và nghị lực, nên không được quyết đoán, khó thành đại sự, không có trí tiến thủ, họa phúc vô thường, dễ an phận. Vận mệnh thăng trầm khó định, người này bản tính khá ôn hòa, không quá cứng nhắc. Họ có nhiều bạn, có người ham chơi, có người lại cô lập, tính cách của họ ít nhiều bị ảnh hưởng bởi bạn bè. Xét về sự nghiệp, nếu thay đổi suy nghĩ, có nỗ lực, có cố gắng thì tất sẽ có thành công. Nếu sống thờ ơ, không có trí tiến thủ thì dễ bỏ qua cơ hội, khó gây dựng được sự nghiệp, cuộc sống khá vất vả, từ năm tháng tuổi già mới được an nhàn. Vận mệnh của người tuổi Mậu Thân 1968, sinh vào tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, cũng trùng với tiết Lập Thu, người này có cuộc sống sung túc, chẳng phải lo lắng cơm ăn áo mặc. Tuy nhiên, người này sống khá thờ ơ, không quan tâm đến chuyện của người, mà cũng chẳng mấy nhiệt tình, cố gắng với việc của chính mình. Họ sống khá bảo thủ, chỉ biết đến mình, nhưng số mệnh tốt, nên mọi sự như ý, vận trình thuận lợi, hanh thông, có quyền có thế, may mắn ở bên, chắc chắn sẽ có thành công. Cuộc đời của người này được quý nhân dẫn đường chỉ lối, người thân hết lòng giúp đỡ, nên muốn gì được nấy, phúc lộc tự về. Song cũng cần ghi nhớ, trước khi làm chuyện đại sự, phải bàn bạc thương lượng với người thân, để tránh phạm sai lầm từ đó thay đổi vận mệnh của mình. Vận mệnh của người tuổi Mậu Thân 1968, sinh vào tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm là tiết Bạch Lộ, người này có quyền uy, có tài lãnh đạo, sự nghiệp thành công, được nhiều người ngưỡng mộ, cuộc sống sau này an lạc, giàu sang, nhưng phải vượt qua khổ nạn trước mắt mới có được. Đây là người có chủ kiến, tuy họ sống thanh đạm, nhưng biết thưởng thức cuộc sống, dù không có ai giúp đỡ, thì vẫn sống thoải mái theo ý mình, từ nhỏ đã hưởng thụ cuộc sống khác với người thường. Người này thường không được cha mẹ yêu thương, anh chị em quan tâm, nên học cách tự lập từ sớm, số mệnh không quá tốt đẹp, mọi thứ có được do chính tay mình làm ra. Vận mệnh của người tuổi Mậu Thân 1968, sinh vào tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch trùng với tiết Bạch Lộ, người này tiền bạc dồi dào, trời cho phúc lộc, được nhiều người thầm ngưỡng mộ, sống tự do, thoải mái, yêu sao với đời, nhờ nhẫn nại, kiên trì mà có được vinh hoa phú quý. Người này sinh ra đã có số hưởng phúc, cuộc đời thông dong, luôn gặp may mắn, có nhiều bạn bè, nhân duyên cực tốt, vì thế chỉ cần gặp khó khăn đều được bạn bè giúp đỡ. Vận mệnh của người tuổi Mậu Thân 1968, sinh vào tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm rơi vào thiết Lập Đông, người này khoan dung, đôn hậu, được nhiều người yêu quý và kính trọng, trời sinh hưởng nhiều hạnh phúc, có phú quý, hậu vận cực thịnh. Nói vậy, nhưng đây là mẫu người tự lực cánh sinh, họ thường phải nỗ lực rất nhiều thì mới nhận được sự hỗ trợ, chị em trong nhà thương mến, giúp đỡ nhau rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Dù là trong chuyện học tập hay trong công việc, thì người này cũng khá hiếu thắng, nhất quyết phải làm theo ý mình, dù tranh đoạt cũng chẳng nề hà. Vận mệnh của người tuổi Mậu Thân 1968, sinh vào tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là tiết Đại Tuyết, người này tính tình bốc đồng, cố chấp, dễ nóng giận. Tuy nhiên, vẻ ngoài lại rất thoải mái, có lòng tự trọng cao, danh lợi song toàn, cả đời chẳng cần phải lo lắng gì nhiều. Họ có thể thoải mái theo đuổi những gì mình thích, mưu sự dễ thành, làm gì cũng có được thành quả. Cuộc đời của người này hạnh phúc, vô lo, vô nghĩ, chẳng chút âu sầu, vận mệnh khá tốt, vũ quan đoan chính, dung mạo anh tú, tài lộc từ nhỏ đã chẳng hề túng thiếu, gia cảnh sung túc, giàu sang, lớn lên trong môi trường tốt, học hành giỏi giang, quý nhân nâng đỡ, đạt được nhiều thành tựu. Vận mệnh của người tuổi Mậu Thân 1968, sinh vào tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch tức tháng Chạp, trùng với tiết Tiểu Hàn, người này trời sinh phúc lộc đầy mình, có điều không có quyền thế trong tay, trong đời khó khăn không nhiều, các ít dễ bị tổn thọ. Cuộc đời của người này trải qua nhiều điều kỳ lạ, có những trải nghiệm chẳng giống người thường, khiến cho người này sớm từng trải, có khả năng chịu đựng cực kỳ ghê gớm. Số mệnh long đong, lận đận, nếu không có nghị lực thì khó có thể vượt qua, nhưng nếu kiên trì tiến bước thì sẽ được hưởng giàu sang, phú quý hơn người,
hãy nên chuẩn bị sẵn tinh thần trước những thử thách có thể gặp phải. Đừng vội tuyệt vọng, mà hãy nghĩ mọi chuyện theo hướng lạc quan, tích cực giảm nhẹ những suy nghĩ tiêu cực. Thành công rồi sẽ đến sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn. Quý vị thân mến, có một cuộc sống giàu sang phú quý, tài chính dư dả và viên mãn luôn là điều ai cũng mong muốn và cố gắng hướng tới. Vậy làm sao để có được điều đó? Hãy lắng nghe và học theo lời Phật dạy cách làm giàu không mất phước dưới đây. 1. Giữ chữ tín. Xưa nay nhiều người nhờ chữ tín, nhờ đạo đức trong kinh doanh mà phát đạt, đem lại đời sống tốt đẹp, không những cho bản thân và gia đình mình, mà còn góp phần lớn công sức thúc đẩy xã hội phát triển. Bên cạnh đó, không ít người lắm tiền nhiều có do làm ăn phi pháp, buôn gian, bán lận, lường gạt người khác, với nhiều thủ đoạn khác nhau, hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng, mà hệ quả là kìm hãm sự phát triển về mọi mặt của xã hội, trong đó có sự lăng loạn về đạo đức. Thực tế cho thấy, sự giàu có nhờ vào phần ngọn chính là sự thất tín chưa bao giờ bền vững với thời gian. Bởi gieo nhân xấu sẽ tạo nghiệp ác, kinh Lục Độ Tập đã chỉ, thà nên giữ đạo, nghèo khó mà chết, chẳng nên vô đạo giàu sang mà sống. Xưa nay nhiều người nhờ chữ tín, nhờ đạo đức trong kinh doanh phát đạt, đem lại đời sống tốt đẹp, không những cho bản thân và gia đình mình, mà còn góp phần công sức thúc đẩy xã hội phát triển. Bên cạnh đó, không ít người làm tiền nhiều có do làm ăn phi pháp, buôn gian, bán lận, lừa gạt người khác với nhiều thủ đoạn khác nhau, hàng giả, hàng nhái kém chất lượng, mà hệ quả là kìm hãm sự phát triển về mọi mặt của xã hội, trong đó có sự băng hoại về đạo đức. Thực tế cho thấy sự thất tín chưa bao giờ bền vững với thời gian, bởi gieo nhân xấu sẽ tạo nghiệp ác. Do đó, người Phật tử sau khi chọn được nghề nghiệp phù hợp còn phải luôn tâm niệm, dấn thân làm giàu bằng con đường chân chính để tạo nghiệp thiện, mọi tài sản có được phải trong sạch, chính đáng bằng mồ hôi, nước mắt và sự nỗ lực tinh tế của trí tuệ. Có như vậy bản thân chúng ta, người thân của chúng ta mới an lạc và tài sản có được mới bền lâu. 2. Học hỏi không ngừng để có trí tuệ sáng suốt, để làm giàu. Chúng ta không chỉ cần có sự hiểu biết thấu đáo, toàn diện về ngành nghề, lĩnh vực mà mình đã lựa chọn, mà còn phải luôn học hỏi, trau dồi kiến thức để có trí tuệ ưu việt, với cái nhìn bao quát xa rộng, dự đoán các khả năng xấu có thể xảy ra, mà kịp thời xử lý, ứng phó, làm hạn chế tối đa thiệt hại, bảo vệ tài sản an toàn tương đối trước các rủi ro vốn có trong chiến trường kinh tế. Thế nên, Khổng Tử từng dạy trò học hỏi điều hay lẽ phải từ những người bạn, tam nhân đồng hành, tất hữu ngã sư, trong ba người cùng đi, chắc chắn có người là thầy ta. Như vậy, để có sự hiểu biết toàn diện, người Phật tử còn cần có sự học hỏi, noi gương những người đã thành công, hoặc rút ra các bài học về sự thất bại từ những người bạn xung quanh. 3. Siêng năng, chăm chỉ. Có được một nghề nghiệp phù hợp mà nuôi tư tưởng đứng núi này trông núi nọ, nay làm chỗ này, mai lại chạy chỗ khác, hoặc có ước mơ làm giàu, nhưng không kiên trì, bất chấp khó khăn mà nóng vội, muốn làm giàu mau chóng, sẽ phạm sai lầm là đốt cháy giai đoạn, dẫn đến công việc đổ bể, hoặc thậm chí mất cả chì lẫn chài. Như vậy chỉ uổng phí thời gian và công sức, mà cuối cùng không thoát ra được dòng luẩn quẩn. Vì vậy, để thành công và giàu có thì cần phải có sự siêng năng, kiên trì trên cơ sở mục tiêu hoạch định lâu dài. Gặp khó khăn thì kiên trì tháo gỡ từng nút thắt, để sao cho việc làm giàu xuất phát từ gốc rễ và cơ nghiệp của chúng ta có thể vững chãi trước mọi mối nguy nan. Bí quyết làm giàu cơ bản là làm việc đổ mồ hôi. Chưa hẳn chăm chỉ sẽ thành công, nhưng lười biếng chắc chắn sẽ thất bại. 4. Giúp đỡ, chia sẻ người xung quanh. Đây là một trong những cách quan trọng mà bạn cần phát huy nếu muốn làm giàu không mất phước theo lời Phật dạy. Thời xưa đã có người từng hỏi Phật: con nghèo quá, không có gì để bố thí cả. Phật trả lời: không ai nghèo đến mức không có một hạt cơm để bố thí cho con kiếm. Người giàu làm phước rất dễ dàng, họ có thể bỏ ra cả triệu đồng để bố thí, nhưng vẫn không thể quý bằng người nghèo, giúp được một người qua cơn đói với bữa cơm đạm bạc. Sự cố gắng chia sẻ thiếu thốn với những khó khăn hơn mình là phước đức rất lớn, là quà tặng của đất trời ban cho người nghèo. Nhờ vậy mà cuộc sống mới dần tốt lên được. 5. Phải biết tiết kiệm. Làm giàu theo lời Phật dạy còn là phải biết tiết kiệm. Có người khi có tiền thì sử dụng một cách hoang phí vào các cuộc chơi vô bổ, các tệ nạn xã hội như ma túy, giác gái, hoặc do lòng ham muốn có được nhiều tiền
nhưng không phải đổ mồ hôi qua một canh bạc, thì từ chỗ là người đầy tớ trung thành, đồng tiền trở thành con rắn độc, quay lại cắn ta, biến ta thành kẻ trắng tay lúc nào không hay. Bởi vậy, muốn được giàu có ta phải siêng năng làm lụng và tiết kiệm, sử dụng khéo léo, khôn ngoan, đồng tiền để nó trở thành công cụ tiếp tục kiếm ra tiền, mà không rơi vào sai lầm mà con người thường hay mắc phải, là tay phải làm ra tiền tay trái giải đi. Phật giáo luôn khuyến khích việc tiết kiệm tiền của, nếu không biết tiết kiệm, bạn sẽ phải đối diện với sự khủng hoảng tài chính. Đặc biệt những lúc ốm đau, bệnh tật, nếu không có sự tích trữ của cải, thì một cá nhân hay một quốc gia chắc chắn rơi vào nợ nần chồng chất. Dân, cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và theo dõi đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.